cửa vô minh, khơi nguồn đạo pháp, khơi tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho cây thêm nhụy, cho cành thêm hoa. Giờ này con nghĩ là đã đến giờ cử hành nghi thức khánh đản chính thức. Chúng con một lần nữa kiện thỉnh quý Chư Tôn Đức Ni từ bi hoan hỷ khởi thơ để cử hành nghi lễ cho chúng con được ân trên công đức. Con xin mời đại chúng chúng ta khởi thân hướng về lễ đài và thân khẩu ý thanh tịnh cùng lắng lòng trong tiếng kệ lời kinh của Chư Tôn Đức Ni. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chữ tiền